Nếu tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona lan rộng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai bệnh viện dã chiến vào tháng 2 năm 2020. Đó là thông tin của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Canh Tí 2020 và triển khai công tác ngăn chặn khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 1 năm 2020. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh virus corona gây hoang mang trong cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải được giao chuẩn bị các phương án điều phối giao thông trong thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các tình huống dịch virus corona xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các quận huyện triển khai thực hiện tốt việc giám sát người nhập cảnh từ các vùng có dịch tại các cửa khẩu, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân được dễ dàng mua sử dụng, đặc biệt không để cán bộ y tế bị lây nhiễm vì thiếu quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 trong quá trình tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus corona tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa việc dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Sở Du lịch yêu cầu các công ty du lịch hủy các tour, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh thành phố đang có dịch virus corona của Trung Quốc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nào xung đột giữa lợi ích kinh tế và an toàn xã hội thì chấp nhận thiệt hại về kinh tế để đảm bảo an toàn xã hội. Tính đến sáng ngày 1 tháng 2, tại Việt Nam đã có 6 trường hợp nhiễm virus corona mới. Trường hợp thứ 6 là nữ nhân viên lễ tân của khách sạn ở thành phố Nha Trang tiếp xúc với hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.